ngắm tượng rồng giác vàng 9999 chờ khách, chốt đơn, vía thần tài. Ngày vía thần tài năm nay, ngoài những sản phẩm truyền thống như vàng miếng, vàng trang sức, các đơn vị chế tác còn đưa ra thị trường nhiều tượng rồng vàng gắn với linh vật của năm Giáp Thìn 2024. Bên cạnh những mẫu vàng truyền thống, năm nay các doanh nghiệp sản xuất, chế tác vàng tung ra thị trường nhiều tượng rồng giác vàng để thu hút khách trong ngày vía thần tài. Đáng chú ý nhất là tượng rồng vàng Đại Long Nhã Ngọc của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji. Tượng rồng được phủ hoàn toàn bằng vàng 9999 có chiều cao là 3,1m. Theo đại diện đơn vị vàng Doji, Đại Long Nhã Ngọc được chế tác hoàn toàn thủ công và đặt trên bệ gỗ hương mang mùi thơm rất đặc biệt. Đầu rồng ấn tượng với nhiều chi tiết gọt giũa công phu, tạo thần thái mạnh mẽ, uy quyền. Đại Long Nhã Ngọc được xác nhận kỷ lục lớn nhất Việt Nam từ năm 2019. Penergy chào sân, ngày thần tài 399 tượng vàng Kim Long Phi Vân. Tượng này được chế tác thủ công bằng vàng 24K, trọng lượng khoảng 4 chỉ, giá bán 34 triệu đồng, riêng tiền gia công 12,5 triệu đồng. Do giá trị đắt đỏ nên hầu hết các Kim Long đều dành cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp. Tác phẩm Kim Long Tụ Bảo có chiều cao khoảng 30cm. Ngoài ra, tranh phù điêu phong thủy tạo tác rồng vàng từ vàng nguyên khối hoặc phủ vàng cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng. Bên cạnh những mẫu vàng truyền thống, năm nay các doanh nghiệp sản xuất, chế tác vàng tung ra thị trường nhiều tượng rồng giác vàng để thu hút khách trong ngày vía thần tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.